la 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 la. Hey, cái game hôm nay chán quá, không có ai chơi chung với mình hết vậy trời. Tụi nó đâu hết rồi? Chán dữ trời. Hello, ơi nha. Hello, sao có chán nữa? Nếu có mới... chán thì hãy đi chơi game với tôi đi, tôi không chán đâu. Ta 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 ta. Đi chơi game. Ủa, ông không biết cái gì ở đây à? Làng của mình bây giờ tụi nó đâu có còn chơi ngồi trên PC mà chơi game nữa. Tụi nó đã có một game mới để chơi rồi. Game gì? Đó chính là ngồi chơi bằng máy điện tử. Ông đeo tôi đây, tôi máy dẫn ông game đây. Điện tử hả? Được rồi. Đâu, game điện tử hả? Hey, nghe nhớ game cái game này xưa mà trời. Ừ, game này xưa rồi, nhưng mà bây giờ đi coi một cái là ghiền. Trời ơi, tụi nó đi ở đây nè, đi theo tôi nhanh lên. Trời ơi, game điện tử là game cổ xưa vậy, bây giờ nó mới du nhập vô làng sinh tố hả ta? Hết cực kỳ luôn, đó chính là game điện tử ngày xưa. Nhưng mà hết lắm, tôi hơi game điện tử thùng chứ gì. Đúng rồi, máy vi tính thùng. Đâu. Nè, ôi, nè, cái nè, chỗ này hả? Chỗ đây, vô đây. Mua xu. Quay tụi nó tập trung này chơi hết luôn rồi. Để mua xu coi. Mười đô được 20 xu này chứ mi. Buồn luôn rồi. Gì dạ? Trời. Tụi nó chơi hết cái máy rồi chứ gì nữa. Trời còn ơi, một chơi. Tí coi lần này nó chơi nó vinh cái máy ra luôn vậy. Lộ, đây, từ. Trời ơi, máy rồi. Chơi game ồn ào thiệt. Giùm mi có 20 xu, cho giùm mi 10 xu nè. Em ơi nha, hồi sáng. Ủa, mình còn cái máy này nè. Ừ, cũng được, vậy thôi mình chơi máy này nha. Hãy đi chơi khó, không chơi được đâu, chơi máy này. Máy chơi khó lắm hả? Đúng rồi. Chơi máy rồi, hỏi chơi, mai chơi. Giùm mi. Ôi. Ủa, nghe tiếng nghe la gì vậy? Đâu rồi? Ai vậy? Hình như về rồi tụi bay. Thôi kệ, mình chơi tiếp đi. Ừ, chơi, nhanh. Yo. Mario. Ơ, sao mình bị biến vô thế giới Mario gì rồi bạn ơi? Ủa, rõ vậy, hồi nãy mình đang chơi game thùng mà. Tại sao bây giờ mình lại bị biến vô cái thế giới Mario gì rồi? Chết rồi. Ui, ủa, bây giờ mình phải đi đâu? Ui, hay là mình bị cuốn vào cái trò chơi đó rồi ta? Chết rồi. Ui, wow, mình đập được cái này luôn nè. Wow. Ui, đi lên này được, mới được. Ây, cha. Ui, tại sao mình mặc bộ đồ Mario luôn rồi nè? What? Hình như mình bị biến vào thế giới Mario mất tiêu rồi mấy bạn ơi. Ơi, mày. Cái con đó chỉ là cái con trong Mario, cái trò chơi mà trong điện tử thùng mà. Ui, vậy là không lẽ mình bị rơi vào thế giới này rồi? Hồi chết rồi. Có cái con gì kìa. Giờ mình phải phá đảo trò chơi này sao? Mày nè. Ui, nhưng mà Jimmy đâu rồi? Hay là mình phải phá đảo trò chơi này thì mình mới tìm được Jimmy hả trời? Mày. Nhặt tiền mấy bạn. Trên đây có cả cái gì nữa nè, nhặt tiền luôn. Wow. Bây giờ mình phải đi đâu? Trên kia có cái ngôi sao gì kìa. Nó hướng dẫn, nó kêu mình đi hướng này các bạn. Ê. Yes. Mày. Mình đạp lên nó là nó chết luôn, y chang trong cái trò Mario luôn á các bạn. Bạn nào có chơi trò này rồi hãy comment lại bên dưới cho mình biết nha. Ui, nhưng mà trò này nè, mình biết chơi trò này. Ha. Vậy là không có nhầm nhò gì luôn. Mario hi ha tới đây. Jimmy đâu rồi? Mình phải giải cứu Jimmy thì phải. Trong đây Jimmy bị bắt ở đâu rồi? Ôi, có nguyên cái cậu ở đây luôn nè. Mình phải đi qua. Nhảy lên. Jimmy ơi, bà đâu rồi? Ui, có hai bên kia có đường ống chui vô kìa. Không biết mình có thể nhảy qua được bên đó không nữa. Sợ mình nhảy lên không được quá. Ôi cha, đúng quả nhiên là không được thiệt. Lên đây nhặt tiền đã. Đây nè, mình nhảy từ hướng này qua ta. Không được thiệt. Ok, mình phải thử bằng cách khác thôi. Hình như trên đó là mình không thể đi qua được. Còn cái hàng rào này mình có thể leo nữa không? Không à, ok. Đây rồi các bạn ơi, mình biết cách rồi. Quả nhiên là thông minh thiệt. Ủa? Người ơi!
Ủa hình như không chui ống được ống này rồi. Thôi kệ đi, mình quay trở lại cái đường kia thôi. Trời đất ơi, làm mình tốn công nãy giờ đứng ở đây luôn. Hình như trong cái trò Mario này là đi giải cứu công chúa. Chị không lẽ mình là Mario? Không lẽ Yummy bị bắt hành công chúa mình phải đi giải cứu hả trời? Nhanh lên nhanh lên. Ui cây cờ kìa, hình như bây giờ mình phải nhảy lên cây cờ. Ây cha, yeah, ý đẹp rồi. Ui, mình bị đưa qua một cái mạng khác nữa rồi các bạn ơi. Hình như cái mạng này là cái mạng sa mạc gì nè. Ui, nhặt tiền nhặt tiền nhặt tiền. Ây, trời ơi Yummy bây giờ đang ở đâu vậy? Gì đây? Ui, sao mình biết con Mario lùng súng vậy trời? Khoảng. Ui, ủa, là sao? Ủa? Ơi, cái gì vậy? Không hiểu. Ơi, mình bị cái gì vậy bạn ơi? Ô, nhặt tiền. Ui, ây da, không được. Ui, chạy qua đây luôn. Chạy luôn, nhanh lên, nhanh lên. Ơi. Ủa, ơi. Ô, được rồi. Ơi. Ui. Ôi. Ủa mình đi đâu vậy nè? Bây giờ mình đang phải phá đảo cái game này nè mới được ra. Cái gì nè? Hình như được rồi đó. Bây giờ đi thôi. Ui cái nút kìa, đạp. Trời không đạp được luôn. À là mình phải quành lại một vòng luôn á trời. Trời đất ơi, tức thiệt chứ. Ở đây nè, có nè. Rồi, đạp cái này và mình sẽ đi được lên trên đây. Sau đó mình sẽ lọt xuống đây đúng không? Được rồi, ok, Yummy ơi, tôi hiểu rồi. Tôi đang tìm cách đến cứu vào đây. Đạp vô cái này. Ok, sau đó nhảy qua này, sau bay lên đây. Lọt xuống. Yeah. Ui, mình thoát ra khỏi cái này rồi. Ui, thôi. Đi qua mạng tiếp theo nào. Khó khăn thiệt. Ui, mình lại bị đưa vô một cái mạng nào khác nữa rồi các bạn. Cái mạng này sao cái gì có la ve từ lưa hết luôn nè. Ui. Ủa. Ui, mình đạp cái nó chuyển màu luôn. Ừ. Đi qua này đúng không? Qua này nữa nè. Mario nhà tới đây. Ủa sao nó mở cổng? Hay mình phải đạp hết mấy cái dấu chấm hỏi này nó mới cổng cho mở cổng cho mình vậy? Vậy rồi đó mấy bạn ơi, mình không, hình như mình không đạp đủ cái này, nó không mở cổng qua cho mình. Mình phải quay trở lại để mình đạp hết mấy cái cổng này mới được. Rồi, bên đây nữa. Yes. Nó vẫn không mở cổng. Ôi, mở cổng rồi kìa. Ui, vậy là mình đoán đúng rồi. Được rồi, nhanh lên, đi qua cái này thôi. Ui, cái chỗ này nó đổi block màu luôn nè. Trời ơi. Ôi, trời ơi, may mắn thiệt chứ. Mình thật là thông minh. Rồi, đạp vô đây, yeah. Xuống đây. Ây cha. Ây, qua đây luôn. Ý. Yeah. Ui cái này phải đi nhanh nè các bạn ơi. Bạn phải nhớ được hai cái cục màu tím cái đó nha. Ây cha. Woohoo. I know. Ok. Buồn thiệt chứ. Ây. Khó quá. Ây cha. Ây. Nụ cười đã tắt. Oh no, sao mình cứ bị té hoài vậy trời. Ôi không được rồi, hai tim của mình đã mất rồi, mình chỉ còn một tim thôi các bạn ơi. Nếu mà mình không chơi đàng hoàng coi như là mình không thể cứu được Yummy luôn đó. Từ, phải tập trung các bạn ơi. Ôi, nhảy. Mình phải đếm cho nó bao nhiêu giây các bạn. Từ, 1, 2, 3. Ok, 3 giây thì nó sẽ đổi một lần. Rồi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đó, đúng luôn. Nice. Từ, ok, tôi nhớ được rồi. Ý chá. Xong rồi, nó nhảy ở đây. Bùm. Nó nhảy ở đây. Bùm. Nó nhảy ở đây. Bùm. Wow, thông minh quá. Được rồi, bây giờ làm sao để nhảy lên trên kia nó mới khó khăn nè. Ok, mình phải đợi nó qua cùng màu đỏ nè. Màu đỏ nè. 1, 2, 3. Lên. Trời ơi, mình vừa kịp lúc luôn để có thể vượt qua được cái Mario này. Ôi, cái Mario này khó quá trời luôn á mấy bạn. Nhanh lên. Ui, đích đến rồi, thấy đích đến rồi, thấy đích đến rồi. Yeah, giải cứu Yummy ơi. Yeah, ba bạn thành công. Coi cái nơi nào nè. Ui, ở đây có mấy cái đường laser nữa. Nhảy qua đây, đạp cái này. Yeah, đạp cái nút này. Mình đã được dịch chuyển đi đâu nữa rồi? Sao cái map này dịch chuyển nhiều quá à? Cái màn chơi này nè các bạn.
Ui, bạn chơi Mario này lão quá à. Mình chưa chơi cái trò Mario nào quăng tàu la vàng như này luôn á. Mình lại được chuyển qua cái trò khác rồi. Ôi, có mấy con này mình phải đạp lên đầu đó. Mày, chết đi con. Mày, chết đi bưởi. Được rồi, đạp vô cái này để lấy tiền thôi. Em, được rồi, qua tiếp nào. Đại qua cái mảnh khác nữa rồi. Đạp nó. Yeah, nhặt tiền. Đi về chuyển qua nữa. Đạp được cái nút này. Ôi, ôi sao cái map này nó đi từ lưa hết á mấy bạn ơi. Ôi, đạp qua đây. Ui, đạp vô này. Yeah, mình được tiền rồi. Bây giờ sẽ hoành lại đây để đạp cái tiền ở đây. Không chạy qua đây. Mình lại đạp tiền ở đây. Trời ơi, sao quá trời mấy cái cục để mình đạp luôn vậy. Mấy cái cục này giống như cục và lốc vlog đó các bạn. Ôi, rồi, tiếp tục thôi nào. Woohoo, vô. Mình được dịch chuyển qua đâu nữa rồi. Hây chá. Lậm tiền nè. Hây chá. Nhặt, 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 nhặt. Yeah, ở đây quá trời đồng xu luôn. Yeah, bây giờ có cái đường mũi tên nè, hình à đây rồi, đến nữa rồi. Vậy là mình phá đảo xong ba mạng. Ui, bây giờ mình đứng nói tôi là phải bắt cô qua kia nha. Ồ, đây đây đây. Cái này có cái đường rồi nha. Xíu nữa thì lừa tôi đúng không? Thôi. Yeah! Made it! Ui, tiếp theo là vượt qua cái Mario nè các bạn ơi. Mình được lên cái mạng ở trên trời luôn rồi. Ui, các bạn nhìn nè. Có cái đám mây ở dưới nè các bạn. Ui, Jimmy đâu rồi? Công chúa Jimmy ơi! Where are you? Where are you? Mày nè con. Mình phải đi giải cứu công chúa Jimmy thôi. Mày nè. Mày nè. Có mấy cái thùng nhiều lắm luôn á. Ui, cái nước ở đây nữa nè. Nhạc tiền. Bắt cua lên đây. Bắt cua. Tiền. Cho tôi xin tiền. Đạp cái này ở đây luôn. Bên đây hình như là mạng thưởng hay gì nè các bạn. Nó sẽ dịch chuyển cho mình đi đâu á. Ôi, xíu nữa là đi lộn rồi thấy không? Đám mây trên đây nhìn y chang ở dưới luôn. Nếu mà mình lọt xuống dưới là nhiều khi là mình ngẫm củ đổi luôn đó các bạn. Ê, công chúa Jimmy nằm ở đâu vậy trời? Mày hả mày? Đạp vô cái này lượm tiền nè. Rồi. Đi hướng này mới đúng. Xíu nữa thì lộn hướng rồi. Ê, mình được lên trời rồi các bạn. Trời ơi, Mario là có lên trời rồi xuống hang rồi tao lừa hết á. May quá mình bị cuốn vô cái trò game thùng này. Game thùng này mình biết chơi nên không có vấn đề gì luôn. Đạp tiếp cái này nè. Yeah. Ở trên đây. Như này. Đạp cái này. Yeah. Lên đại này. Ôi ôi, cái con kia nữa kìa. Đạp mày luôn rồi con. Ở đây lại mấy cái đường ống nè các bạn. Nhưng mà cái ống này không có chui được. Hi-ya. Yeah, woohoo. Yeah, mình lại xong màn tiếp theo trên trời rồi. Nhanh lên. Hình như cái màn này trong Mario là mình sắp cứu được công chúa rồi đó. Vậy là mình có thể gặp được Jimmy rồi. Nhanh lên. Đập lên đây nữa. Nhanh lên. Jimmy ơi. Không biết Jimmy có ở đây không nữa. Ôi, phải nhanh lên mới được. Jimmy. Ui, hình như phải nhảy lên trên đây nè Jimmy. Đi vô trong đó và bay lên trên đây. Ê. Bay lên đây nè. Ây chà. Lên, woohoo. Được rồi, đi tiếp nè Jimmy. Con này. Ây chà. Hey, tôi đang tới để cứu bà nè. Trời ơi, thế giới này nguy hiểm quá. Cái gì mà đâu á. Con này nè. Ui. Tự nhiên tôi bị lộn vô cái game này à. Tôi cũng bị cuốn vô nè. Bây giờ tôi phải đi cứu bà đây nè. Lên đây. Nhanh lên, tiếp tục. Trời ơi, tối quá vậy. Đứng đó đợi tôi đi, để tôi lấy mấy cái tiền ở đây đã. Đi theo tôi nè, hướng này. Ok. Ê, trời ơi. Ôi. Tự nhiên à. Nhảy. Ây da. Ê, nhanh lên, mày làm tìm được bà rồi đó. Đi hướng này với tôi nè. Làm gì vậy? Không, đâu cũng đá đâu. Được rồi, thôi chúng ta đi qua này nè, chui qua cái cống này là chúng ta đi quay trở về á. Dám ơi. Ui, sao bây giờ mình lại được dịch chuyển qua thế giới khác nữa rồi Dám ơi. Sao kỳ quá vậy ta. Đọt xuống đây đi. Ôi,
có gắn cổng gì nè. Cái này là cái gì vậy? Hình như phải vượt qua cái thử thách này thì mình mới có thể quay trở về lại được á. Vậy là bây giờ mình phải qua bển hả? Chắc phải vậy rồi. Thôi được rồi, đi thôi với mấy. Ôi, ông qua tới chưa? Con rồng. Oh shit. Đây là con rồng của Minecraft nhưng mà hình như nó bị biến thành giống Mario rồi. Phải, bây giờ phải làm sao đây? Mình phải, hình như mình phải tiêu diệt con rồng á. Nhanh lên. Ôi ôi, ôi. Con rồng nó biến thành màu cam luôn kìa, bà có thấy không? Ừ, tôi thấy rồi, ghê thì có. Để tôi lên, để tôi có thể phá cái trụ trên này chứ. Cái trụ hả? Đúng rồi. Để tôi phụ ông một tay. Lên. Bum, một cái. Trời ơi, đâu có dễ đâu, con quỷ rồng. Ô, cái cung nó ngỡ đó. Bum. Ây cha. Bắn nè. Bum. Bắn nè. Tụi bắn chuẩn quá Jimmy. Cao hơn nữa. Yes. Ow, Jimmy. Tôi lo chủ cho, cái chủ đó phải đập nó ra rồi bà mới phá được. À, phải đập nó nữa hả? Đúng rồi, trời ơi, bà chơi Minecraft bao lâu rồi bà nói. Ôi, bà ơi. Đây, tôi đang lên cái chủ tiếp theo. Xử lý nó đi. Đương nhiên rồi. Oh my. Mày, cái chủ cuối cùng. À không, bên kia còn một cái chủ nữa cho mày, đúng rồi. Hay lắm. Đúng rồi. Tụi mình giết nó thôi, con rồng thôi. Mày nè. Ui. Mày nè. Bắn ra đây Jimmy, thôi nó đạp xuống nè Jimmy, đây. Ui, chém đầu nó. Rồi, chém đầu nó. Mày. Ê, đâu quá. Mày. Ôi. Đây, đừng chơi, nó chạy. Bắn nó. Mày nè. Chết mày đây. Dạ bưởi. Thả bọn tao về thế giới của bọn tao đâu. Mày nè. Cho tao về thế giới của tao nhanh lên. Con quỷ rồng. Mày nè. Hay lắm Jimmy, đúng là công chúa Jimmy xịn thiệt. Bắn nó. Đứng lại mày con quỷ rồng. Jimmy, mày đi lại. Ôi, đặt xuống Jimmy ơi. Mày. Yeah. Mà thôi, mình đọt cổng để quay về thôi các bạn. Ôi, cuối cùng mình cũng qua lại rồi. Yeah. Trời ơi, cái trò này hay thật sự. Hay quá, trời quá đất luôn. Ủa, chị ở đây hồi nào vậy? Ủa, chị bay như vậy. Bỏ game về rồi. Vậy chơi thua rồi, quạo về nhà rồi, đi chơi với trai rồi. Cái máy ở đây đâu rồi? Ủa, cái máy đây rồi. Máy hồi nãy người ta hư, ta thấy hư, ta đem đi sửa rồi ba. Đúng rồi. Người ta đem đi sửa là sao? Là cái máy hư chứ bị gì? Đúng rồi anh. Nó bị chập mạch là người ta đem đi sửa. Bởi vậy tụi tao đâu chơi đâu, tao chơi máy này. Đi về Jimmy ơi, đi về Jimmy ơi. Trời ơi, chơi tiếp thôi anh em ơi. Cái game này chơi hẹp quá rồi. Cuối cùng may là tụi tôi thoát ra được rồi đó các bạn ơi. Tụi giải mấy thằng này chơi sao cho nó bị cuốn vô cái game thùng nó luôn đi ha. Ừ, cho tụi nó biết cái bụi là như thế nào. Trời ơi, đi về, sợ quá à. Go. Đi về ngủ. Ủa sao qua nhà tôi? Lộn nhà không vậy? Trời ơi, thôi video này cũng tới đây thôi. Chúc các bạn một ngày tốt lành nha. Bye bye, tạm biệt. Nhớ đăng ký kênh cho tôi nha. Bye bye. Ôi. Thằng nhóc đó cũng khá đó. Nó đã vượt qua màn của ta. Nhưng mà không sao, đó mới chỉ là màn một mà thôi. Còn nhiều màn sắp tới nữa đó. Thôi đi vô. Pick up the phone.